Mấy tiếng rồi, 6-7 phút. Quá đấy, nó chả mang.
Có hơi lỏng nhỉ. Không, bỏ kính ra cái gì đấy. Quá chứ mà. Tôi nhớ nó bắn vào mắt. Sợ bắn vào mắt. Không, không bắn vào mắt đâu. Cứ bỏ ra mà thoải mái mà làm đi. Không. Nó khô mà mình làm khô. Không, nhưng mà mắt nó đang cận như này là nó bắn vào nữa thì mắt bị ấy viêm nữa. Ừ. Sợ. Rồi thì cứ đeo kính. Nó khó lúc nào. Bây giờ quen thì bỏ kính ra, còn chưa quen thì cứ đeo vào rồi. Nhiều. Bây giờ thì lấy thì cắt đi ăn. Đi ăn nơi em cắt hộ cầu trang đi. Bằng lấy đi thì đây khẩu trang mình ngoài đây. Chỉ vậy này. Khẩu trang đấy làm sao thơm một khẩu trang kia được. Khẩu trang mà đeo vào nó vẫn cứ hôi hôi đúng không? Biết ngay cái loại rẻ tiền, cái loại đắt tiền nó khác nhau không? Không được dùng cái kim nữa đâu. Ừ, cái này cũng được. Cái đấy hoặc cái này cũng được. Vâng. Quên chị quên đấy. Bỏ kim ra. Hôm qua chị biết chị vẫn dùng kim. Chị hôm qua